Dạ, kênh Lê Nguyễn Hoa Kiển mến chào quý bà con và các bạn. Mình đang xem kênh nha. Hôm nay tiếp đến nhà vườn Văn Giang giao lưu hoa giấy thành phẩm ghép nha bà con. Một số giống lá cẩm thạch với lại ghép siêu bông. Đế rất đẹp nha. Mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với anh Văn Giang ạ. À. Chào anh Giang. Chào chào anh Liêm, chào bà con mọi miền Tổ quốc gần xa. Nay em có số hoa giấy giao lưu phục vụ tế trai cả nhà mình nghe cả nhà. À, số điện thoại Zalo của nhà vườn Văn Giang em là 079 5428 752. À, rất cảm ơn bà con đã ủng hộ kênh Liêm Nguyễn một lúc thích và lượt đăng ký kênh cả nhà. Rồi, đầu tiên là cây số 1. Hoa giấy này gốc Mỹ ghép dưa hấu đỏ cả nhà. À, búp sụn ghê. Cục Ồ, thời phôi tiết nó rất là bằng tốt kia ha. luôn nha cả nhà. Nuôi tàn phốc chốc nuôi đế thì tới 3 năm cả nhà này. Cao tới 75 ha. Ngàn nó tới 55 ạ. À. Một dãy đặc luôn Một ha. củ đạt nha cả nhà. Vành cổ là tới 34 cả nhà. Một củ đạt vành cổ chưa chưa dính cùng dây. Họ về cả nhà đo lại chất lượng. Vành cổ là 33 cả nhà này, dính cùng dây hết 1 cm nè. Đó, một củ như trên hình nha cả nhà, đặt như khư vậy nha. Đó. Nó bằng tay em xè nằm vậy ha. Mã số 1. À, cục phôi của nhà cũng biết nha. Nè em giao lưu cả nhà mình là mã số 1 đầu tiên. Là cây dưa hấu đỏ như giao lưu cục phôi ha cả nhà. Đó, về nuôi đế thì mà tàn thì mau. Này xin giao lưu cả nhà mình 650 k thôi cả nhà này. 650 ha. Là bao tất cả từ hàng nhà vườn Văn Giang thì bao ship tới tay cả nhà mình ạ. À. Rồi mã số 1 nha, 650 cho cục phôi đặc gì luôn nha. À, mã số 1 ạ. À. Một củ đặc Một củ đặc luôn, tới nữa cả nhà này, mã số 2. À, này cẩm thạch với pizza cả nhà, một màu luôn ạ. lá cẩm thạch red pizza. Đó, cây này cao nó 70. Tán ngang này thì 34 à. Lá đẹp lắm nha. Vành cổ 23 ha. Nhìn cái lá nó không biết kêu bằng cẩm thạch mà răng răng xanh xanh vàng vàng nè. Đó. Đang có búp nụ luôn nè ha. Đang đang búp. Rồi mã số 2. Cây cẩm thạch dết bây giờ là xin lưu cái nhà mình 450 k đó nha, 450 ha. Mã số 2 cho em đế lắc lượng như trên hình nha cả nhà. Đây, cả nhà thấy nha. Đó, lắc lượng nghệ thuật luôn mã số 2 ạ. Tên mã số 3 thì cẩm thạch tới màu dòng cẩm thạch nhiều màu cái nhà đó. Mã số 3. Cái này giờ có cẩm thạch trắng ha. Đó. Cẩm thạch đỏ lửa đang búp bông đều nghe nha. Cẩm thạch cam cầu vồng là 3, cẩm thạch dết bia nha cả nhà là 4 màu nha. Cây mã số 3 này có giờ gồm có cẩm thạch 4 màu nha cả nhà mình ạ. Cây này cao nó 73. Ngang 50. Vành cổ là 28 cả nhà nè, bởi đến như trên hình luôn nha. Gồm nè. Rồi. Cái này xin giao lưu cả nhà mình là 500 k thôi cả nhà nè, 500 k ha. Cho em cẩm thạch 4 màu. Đó, bởi đến nó gồm đặt như trên hình luôn nha, mã số 3. 4 màu siêu bông luôn. 4 màu siêu bông cả nhà mình luôn ạ, mã số 3. Cam cầu vồng trắng red pizza với cẩm thạch đỏ lửa. Cái mã số 4 này một màu cả nhà này, tím pháp nè. Đó, nó cái ô dù bông coi nè, búp điều cái nè. Mã số 4. Cao này 75 ạ. Tàn nó 65 ạ, tàn được tròn nghe cả nhà. Một rưỡi lắc lượng cả nhà. Vành cổ đây là 15 cả nhà mình đây. Đó, một rưỡi nó quắn như dưới đây nghe cả nhà đây nè. Cả nhà mình thấy nó sắn nha. Sắn điều trời cho nè, một cục dưới đây luôn. Mã số 4, em tiếng Pháp cả nhà. Lắc lượng. À, cái này xin lưu cái nhà mình là 350 k cả nhà, 350 cho một em phơm dù gì luôn nha. Mã số 4 ạ. Cái mã số 3 năm cái hai màu cả nhà nữa. Tím pháp và cẩm thạch đỏ cả nhà. Đây, bọ đọt đỏ đây nha. Mã số 2. Ủa số 5. Cẩm thạch đỏ và tím pháp. Hai màu. Cẩm thạch đỏ nhung. Cao lên là 80. Ngang vậy nó hết thời đường rồi. Rồi, ngang vậy nó 78 cả nhà mình đây. Đấy như vậy nha. Gơm huynh vậy không biết kêu bằng gì nữa.
mình có là 21 hơn cái nhà mình đây. Đó, gồm quấn vậy nha. Mã số 5. Hai màu. Cái này xin luôn cái nhà mình 370k cái nhà, 370 ha. Em tím Pháp và cẩm thạch đỏ 370 cho mã số 5 ạ. Tới mã số 6. Đây cẩm thạch ba màu cái nhà mình đây. Đỏ vàng cam nha. À. Ba màu lá không cũng khác nhau luôn ha, Mã nhìn số 6 nhìn lá khác nha. Này cẩm thạch lá chung cái nhà à, này lớn đẹp, bông bự ha. Đang chuẩn bị búp bông. Ra đọt thì là búp nụ bông nha. Cẩm thạch ba màu cao 75. Ngang về 70. Đó đấy nè. Hoành cổ là 25 cái nhầm nè. À, bởi đế như trên hình nghe cả nhà. Đó. Dạ. Cây này xin đi luôn cả nhà mình là 470k cả nhà, 470k ha. Cho em cẩm thạch ba màu, mã số 6 cả nhà. 470. Mã số 6 ạ. À. Tên mã số 7 một cục gì luôn cả nhà nè. Đây. Cẩm thạch nhiều màu luôn. Này cẩm gồm có đếm cái màu cả nhà mình tham khảo cẩm thạch hồng, cẩm thạch cam cầu vồng, cẩm thạch trắng là được ba màu cả nhà đây hết rồi Cẩm thạch cam cầu vồng, cẩm thạch trắng hồng và cẩm thạch trắng. rồi ba màu. Tại quay về cái nhà mình thấy cái bộ đế này đây. Cao là 80, ngang là 60. Hoành cổ là ha, ở giữa 36 cái nhà, quần cổ là 36, cổ lớn nha. Đó. Rồi. Cây mã số cẩm thạch ba màu, mã số 7 ạ. À. Cái này xin lưu cả nhà mình 680k cả nhà mình, 680 ha. Em cẩm thạch ba màu. Nó đế đẹp nha, quấn gom như trên hình nha cả nhà. Mã số 7. Cái mã số 8 này. Một gỡ lắc lượng nè, cái kiểu gì không biết nữa nè, cái trắng và cẩm thạch đỏ lửa cả nhà, hai màu ở hồng hồng nữa nè, nè, ba màu cả nhà nữa, đỏ lửa trắng và hồng. đây hồng đây cả nhà, đỏ lửa và trắng này một giờ trên ha, mã số 8 ạ. À. Một gỡ lắc lượng cả nhà, cái này cao 80, ngang đây là 60 hơn. Một rễ luôn. Một gửi mình cổ nó 18 cái nhà này, một rễ lắc lượng như vậy luôn cả nhà. Đó, mã số 8 ạ. À. Cái này xin như luôn cả nhà mình 300k cái nhà này, mã số 8 nha. Cho em mã số 8 300k, cẩm thạch ba màu, một rễ. Mã số 9, một màu cái nhà mình đây. À, một sợi đó cẩm Cẩm thạch thạch đỏ đỏ. lửa nha. Mã số 9. Cây này cao là 70. Tán ngang đây nó 70. Quanh cổ là 14 rưỡi gần 15 cái nha. Đó. Tàn tược thùm lum vậy ha. Mã số 9 cẩm thạch đỏ lửa. Cái này xin luôn nhà mình 350k cái nhà, 350 ạ. Mã số 9 cái nhà. Cái mã số 10. Ô, cục phôi. Cái này cái cục phôi cục đế à, khá là này đẹp như giao quá. lưu cục phôi, mã số 10. Một em tím Pháp cái nhà. Đang cái này đang búp búp nụ hết trơn ha. Đây. Nhiều cái nhà có hoa ngắm rồi. Cao nó 84 ạ. Ngang đây về 45 mà. Đặc điểm cục phôi này cũng Có quá đúng đẹp ha, rồi lắc có lượng. cục phôi này đó. Mình cổ nó 26 cái nhầm này. Gù cục. Mà nó quấn gom đều ra nha. Đây đặt như trên hình luôn nha. Mã số 10. Phôi dán trực luôn. Đó. Rồi cây tím Pháp này xin luôn cái nhà mình 600k đâu cái nhầm này. 600k ha. Cho em tím Pháp.
cục phôi xong rồi mã số 10. Cây này bà con mình về thay chậu nuôi toàn thêm ha. Cục rồi, mã 11 đây tới phát triển khủng khiếp. À, mới cưng tàn đó nha. Đây là cẩm thạch tiểu Ấn Độ ạ. Như tiểu Ấn Độ luôn nha, đột biến ra luôn. Cao 80. Ngang này nó 27. Hoành cổ 10 ba gữ gần 14 nha, 14 non. Đó. Mã 11 cẩm thạch tiểu Ấn Độ, một cốt luôn nha. Rồi, cái mã 11 này xin giới luôn nha, mình 250k nha, 250 nha. 250. Cho em cẩm thạch tiểu Ấn Độ. Mã 11 nha. Đây, lên đây giặt xẻ ha. Tiếp mã 12 cái nhà này. Đây cũng cẩm thạch tiểu Ấn Độ và tiểu Ấn Độ luôn nha cái nhà. Cao này thì 85. Ngang gì nó thì 39. Hoành cổ sát đây 14 cái nhà này. Đây. Cũng một cốt lên luôn nha cái nhà. Dẫn 250 luôn cái nhà này. Mã số 12 ha. 250 cho em cẩm thạch tiểu Ấn Độ ạ. Tiếp mã 13, cái này cẩm thạch lớn lớn ba màu đó nha. Ừ. Đỏ cam vàng nha. Một màu, hai màu, cái này ba màu. Cẩm thạch ba màu lớn lớn. Cao này 73. Ngang này 50. Đây vào đế này này, hai gửi nó quấn như trên hình luôn ha. Mình cố đây 21 cái nhà mình, 21 hơn trừ hao còn 21 cái nhà mình. Mã số 13. Cẩm thạch ba màu. Cái này xin luôn cái nhà mình 370k rồi cả nhà, 370 nha. Em cẩm thạch ba màu. Mã số 13 đó nha. Tới mã 14 mã chót cả nhà, một ghế luôn. Cái này dòng siêu bông ạ, à, Zbia cả nhà. Đỏ ha. Đỏ Zbia cả nhà. Cao này 80. Ngang này nó 60. Đây một cục gửi nó lắc như trên hình luôn nha. Hoành cổ 24 cái nhầm này. Đó. Một gửi. Rồi mã chót cái nhà mã 14. Đỏ dít bây giờ. Cái này xin như luôn cái nhà mình 350k luôn cái nhà mình đấy. Giờ ở đây kết thúc video. Nhà vườn Văn Giang rất mong sự ủng hộ kênh một nút thích lượt đăng ký kênh của anh Liêu Nguyễn Hoa Kiển dùm nghe cả nhà. Rồi, chào cả nhà mình ạ. Rồi, em cảm ơn Văn Giang nha. À, mến chào bà con. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều nha. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chú hộ nhà vườn nha. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ. À.